Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng dân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em và diễn đàn đối thoại của lãnh đạo thành phố với trẻ em. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Hội đồng dân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Hiến cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan phát biểu tại buổi lễ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến khẳng định công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được thành phố Húng xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù dành cho trẻ em trên các lĩnh vực trợ giúp xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục, góp phần đem lại một môi trường lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các cấp các ngành chức năng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ trẻ em tập trung đầu tư ngân sách, vận động quân lực giúp đỡ chăm sóc trẻ em, nâng cấp các công trình phúc lợi, cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em. Sau buổi lễ phát động, diễn đàn đối thoại của lãnh đạo thành phố với trẻ em năm 2023 đã được diễn ra. Đây cũng là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các hoạt động của tháng hành động vì trẻ em. Phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hút, Nguyễn Thị Anh Thi mong rằng thông qua diễn đàn lần này, lãnh đạo thành phố Hút được lắng nghe những tâm tư chia sẻ của trẻ em mỗi chia sẻ đề xuất của trẻ là một gợi ý để lãnh đạo thành phố Hứng nghiên cứu xây dựng hoạch định các chương trình chính sách dành cho trẻ em thông tin chi tiết về chương trình sẽ được tiếp tục cập nhật trong bản tin thời sự tối nay